thông tin tuyển dụng hấp dẫn. Đài truyền hình tuyển dụng số lượng lớn các cộng tác viên trên toàn quốc. Xem phim trên ứng dụng của đài truyền hình để tăng lượng tương tác. Làm việc tại nhà chỉ cần có điện thoại, thu nhập hàng tháng từ 7 đến 30 triệu đồng. Trời, nghe sao ngon lành dữ vậy? Thù lao hậu hĩnh. Tiền lương sẽ được tính theo phút đó chị. Bên đài sẽ có hệ thống quản lý thời lượng xem video của chị. Một phút chị sẽ được trả là 3.000 đồng đó chị. Liên tục yêu cầu nạp tiền. Bây giờ chị phải thực hiện nhiệm vụ để nâng cấp tài khoản của mình là tăng lượng mua hàng ảo trên trang web bán hàng của đài truyền hình. Thì lúc đó, sau khi thực hiện nhiệm vụ này, thì tài khoản của chị sẽ được nâng cấp lên là tài khoản vàng. Nạn nhân có kịp nhận ra chiêu lừa. Cái gì? 100 triệu? Bắt gì bắt nạp tới 100 triệu dữ vậy? Chứ vài chục triệu, không nói đi, bây giờ 100 triệu đâu mà ra đó. Chuyện cảnh giác 16 giờ 40 phút Chủ nhật ngày 29 tháng 10 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Mời quý vị đón xem.